xa xa thế, không cần xa thế đâu. Xuống chép à? Cậu thoát được ra, cậu chạy như chó rùa cho bạn. Hay quá, được một cái cây. Quá, có bạn. Nhiều cá chứ. Nhiều cá không à Phộng? Nhiều cá nha, hút sợ để chạy. Có gà ăn thế thì chết cả ba. Nhiều cá không? Cá. Nhiều nha. Mấy chú rô đồng, mấy chú rô rô phi. Ơ tớ đang cà bỉ á. Đây này, có cây ra chứ. Cà bỉ á. Tao chú lại bắt con cà bỉ á ăn. Ừ. Ừ. Nick của chú là gì đấy chú? Nick của chú á? Nick gì? Nick play chú. À, nick Facebook á? Nick Facebook là Cường Bi 04. Không biết mặt chú gì. Sao chơi YouTuber ấy, Tường Bi 04. Nha, 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 bố ơi, sao, sao chú lại bắt con cá bé để chú làm gì? Ấy, nhờ cá chưa? Chú bắt con cá bé để làm gì á? Chú bắt con cá bé để chú rắn giòn nên uống với bia. Thế sao chú bắt con cá bé mà sao chú lại thả xuống? À, đấy là cá mồi đấy. Mới lại có thể mấy con đấy bé quá, chú chưa muốn bắt. Không, cá nhỏ, cho cá, phải cho cá ăn, đỡ phải băm. Đi vòng vào đậu phộng đi xem kéo vó. Cháu tên gì? Cháu tên Nguyễn Phương. Nguyễn Phương à? Tên con cháu? Cháu tên Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo à? Nguyễn Phương Nguyễn Thảo à? Đây, kéo vó lên nữa này. Kéo vó. Có một con cá nó dính ở lưới kìa. Đấy. Có một con cá nó dính lưới kìa. À, bé ơi, hai bé ra đây. Hai bé chạy ra đây. Chạy ra đây để cho chú, cho chuyển lưới nào. Để chú chuyển lưới nào. Ờ, con cá bé. Đây. Nhiều cá chưa? Sợ lặng quá. Mẹ bị. Này, cận cảnh bọn cá đây. Đấy, chú cá bơi. Cái nhau muốn mua cá muốn cho em. Cho em muốn thả bê nước. Ừ. Rừng clip thôi.